Wow, toàn có to không mà con ơi. Wow, nhìn cái lòng đã không nè. Good morning tất cả các bà cô chú nha. Đây là sáng hôm sau thì Dương đã dậy và chuẩn bị ra kéo lòng cua. Ôi trời, buổi bình minh nắng chói chang luôn tất cả các bà cô chú ơi nè. Đó, bình minh lên. Tối hôm qua thì Dương đậu đây và ngủ qua đêm ở đây. Xung quanh này tàu cũng đang vẫn còn ngủ chưa dậy. Bà con chưa có dậy nha, giờ thì Dương đi kéo cua. Chạy ra tới chỗ mình kéo cái lòng của mình rồi. Đây là mấy cái phao ha, mấy cái phao nổi trên mặt nước. Chuẩn bị kéo nha. Rồi, chuẩn bị kéo lòng lên, kéo lòng lên. Kéo nha, bắt dây vô cái máy kéo. Wow, cái seaweed nó dài. Nó dài, nó dính. Seaweed dính nhiều. Rồi, đang kéo rồi. Thôi để qua đêm thôi á. Lòng có cua không? Hy vọng rằng có nha. Mà cái chỗ này là cái nhà máy lọc dầu, lọc xăng nè. Đó thì Dương quay ban ngày cho tất cả các bà cô chú xem là những cái bồn người ta đựng dầu, đựng xăng đằng kia kìa. Ôi, máy đang hoạt động cho nên nó khói lên quá trời luôn. Có không? Ôi, mình xem. Ui, chú cha nhiều quá trời luôn. Wow, toàn có to không mà con ơi. Wow, nhìn cái lòng đã không nè. Holy smoke. Wow, chú cha. Quá trời nhiều luôn. Wow, đã dữ sợ chưa nè ông bà cô chú ơi. Trời ơi, nguyên một đêm. Ôi mà gà còn nguyên si anh ơi. Ừ. Gà còn nguyên nè. Oh my god. Mà ốp hơi nhiều anh. Ừ. Anh này trắng trẻo quá nè. Ôi ốp rồi. Ốp, nhiều nhiều con nhiều con lấy đó. Ốp mềm eo á. Nó ốp thôi. Nó còn đó thôi. Mùa này là mùa trăng nè. Cho nên cua ốp rất là nhiều luôn. Nó nghĩa là cũng dục xuống nhiều lắm nha. Ôi, nhìn cái lòng nó đá dễ sợ nè bà con ơi. Quá wow, trời trời luôn. Anh bỏ cái tay cho em chụp cái hình cái coi. Đó, quá wow, trời luôn nè ông bà cô chú ơi. Wow, nó nhúc trong nè. Ui, con nào cũng nó to chà bá luôn nè. Quá wow, trừng trừng luôn. Ui, chú cha. Thế nè. 1 2 3 4 Cua cái dục xuống hết nha. Đó, cua cái đó. 5 Nó được không? 6 7 Con này là ốp rồi nè. Ốp cho đi luôn. Nó đòi chui ra thấy không? Nó chui không được. Con này nó lớn là ốp luôn. Dạ, yeah, to mà nó ốp quá. 8 Con này lấy được càng to sau đây. Bỏ vô thùng hay bỏ vô sâu. Sau này em định gì rồi? Dưới đó. Em định đổ hết trơn rồi. Trời. Rồi đo đưa lên cho em thấy coi. Ý, nó rớt. Ai trời ơi, nó rớt. Coi chừng nó rớt nè. 7 inch 7 inch luôn. Quá trời bự luôn. Cao cho sâu. Ra đây là chỉ có tuyển thôi nha. Ra đây là... Ê, nó rớt rồi anh. Kéo nó xe vô. Quá trời trời bự luôn. Tuyển. Quá. Để lên cao, lên cao. Đó. Quá trời bự luôn. Con nó như ốp hả? Ốp. Ốp thôi dục đi. Đó, bự nhưng mà ốp ha. À. Mình nhiều cua cho nên không có lấy mấy con ốp này để mai mốt nó mậy rồi. Cua ốp là nước không à? Nước không ăn được. Đó chín con ha. 10 nè. 11 nè. 12 nè. Dục xuống tè le luôn. 13 nè. 1 quá hả? Ốp hết rồi. Cần nó ốp không? Được. Con này cũng ok. Nhưng mà để coi. Chắc thịt chắc mới lấy. Chứ còn ốp nó hơi mềm mềm cũng không lấy. Để em coi. Con này ok. 10 con hả? Con nó cứng á. Được không? Cứng thì lấy. Thế... Ốp không? Lóng rồi. Để coi. Bỏ xuống đi lựa coi con nào cứng thì cứng thì lấy. Cứng mới lấy chứ còn mà ốp con không lấy. Cua đầu mùa. Con đó 17 rồi. 11 thì phải. Đếm hồi quên hết luôn rồi. 12 13 Cua dục quá trời luôn nha.
ở Mỹ cứ câu lên thả xuống, câu lên thả xuống. Ui chiều dài quá trời bự luôn, quá lớn luôn. Cua đầu mùa nó con nào nó to mà nó lại nhiều nữa, con nó cũng bự luôn. Con nó chắc không? Ok này. Chắc mà. Nhưng mà cứ để đó cho coi, mình tìm cái con nào lát nữa mình tuyển coi, con nào chắc thì chắc thì lấy, con nào không chắc mình thả lại. Con này quá chuẩn luôn. Lấy có bao nhiêu thả vậy con này? 13 rồi. Dạ, 14 này. Ui, nắng chói mắt. Con nào cũng vừa trời. Mạnh hôn lên nắng chói mắt quá. 14 rồi. 15. 15 rồi. 16. 17. 18. Anh nói chắc không? Con này có càng à, cho nó đi. Con càng mà nó chắc không, quan trọng nó chắc. Chắc, vừa đủ sai à. Vừa đủ sai à. Cho đi. Ê, thôi cho đi đi. Nhiều rồi. 19. Đếm hồi không 19. Nhớ luôn. 20, 21. Đây 5 con nữa. 6 con. 7 con. À trong này rớt không? 7 con. Ê, chui trong này nữa trời. Con này nhỏ hả? Nhỏ hay lớn? Lớn nè. Ui, cua đá không mà ông, cua đá không, tất cả các ông bà cô chú ơi. Đó, nhìn con cua thấy mậy dễ sợ luôn. Cua này cua đực ha. Đó, cua đực mà cua ở Mỹ nó hiền từ vậy. Mình bắt nó nằm im re. Nó nằm im re không nhúc nhích luôn. Nó nằm xếp càng nó lại luôn. Cua ở Việt Nam mà đụng vô nó là trời, nó dơ càng lên, nó đã kẹp mình á. Con cua Mỹ hiền quá trời hiền luôn. Sao có bắt con nào? Đo lại coi. Anh thấy con này hơi nhỏ. Đủ size nhưng mà mình tìm con lớn đi. Cho đi. Ừ cho đi đi. Này cũng dư size chút xíu nhưng mà thôi mình lựa mấy con mà lớn lớn nữa ha. Rồi bye bye em nha. Hẹn em năm tới nha. Bye bye. Rồi bye bye. Bơi đi rồi, bơi đi rồi. Hẹn năm tới thôi. Con này thì lớn nhưng mà hơi mềm chút. Mềm em đi luôn. Ừ mềm. Đây 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 đây. À nó kẹp em. Úi chú chè. Úi da nó kẹp đâu á. Em đã tè. Em chưa kịp cầm anh này anh thả. Nổ. Đây đây. Mới nói cho nó hiền. Mới nói nó hiền nó kẹp cho một cái mất hồn rồi bà con ơi. Tại mình cầm không đúng. Cầm không đúng rồi nó cầm trúng cái càng của nó. Nó kẹp quá anh. Bỏ em bỏ ra nó buông ra. Đó không? Thẳng nó đi cho em lụm. Cầm sau nè. Đó, cầm dày thì em không kẹp được, nãy đem cầm ngay càng của nó. Cầm ngay càng nó kẹp cho một cái mất hồn. Chúng đưa tay chúng miệng đó nó phải kẹp thôi. Sao mà không kẹp được ha bà cô chú, quá trời bự luôn. Bây giờ cho em đi luôn nha. Bye bye. Đó con đó là dư size luôn á. À, hơi mềm một chút xíu à. Mình nhiều cua mình lựa con thịt là to. Rồi đi chỗ khác nha. Hai lú anh hấp tấp dục cái lồng xuống không có dây. Giờ nó rối rồi. Rồi xong. Rối cái dây xong cái dục cái lồng xuống cái chìm luôn cái phao. Giờ lấy cái neo á. Lấy cái neo để moi nó lên á. Không biết moi chúng nó không nữa. Sao vậy? Rối nữa hả? Trời ơi. Dây này dây dù không kéo máy được hả? Dây dù. Lên rồi rồi. Lấy được cái phao rồi bà con ơi. May quá chừng. Wow, nó rối nguyên một nùi luôn nè. Giờ sao lụm lên nè. À không được. Lụm lên. Ây dạ. Rồi lụm lên. Wow, hấp tấp thả xuống nó rối xong nó chìm luôn. Wow, nguyên một nùi luôn. Rối dày, dây không đủ cho nên nó chìm là phải rồi. Có cái dây neo này cũng đỡ ghê. Nếu mình không có lấy cái lồng lên được á là cua nó chui vô á.
nó chui vô ở trong đó là nó chết hết. Hên quá, không mất lòng mà cứu được một số cua luôn nha tất cả ông bà cô chú. Cua nó không chết tại nó chui vô nó ăn rồi mình không lấy ra, xong nó không ra được á là nó chết á. Nhưng mà cái lòng mình có một cái dây để cho cái dây mục không anh, dây mục á là nó cũng ra được mà, đâu có sao đâu. À, giờ thả lại đi, khi thả lòng hay gì mình cũng từ từ ha, đừng hấp tấp ha, kinh nghiệm của anh hai lúa. giờ thả xuống lại đi, đi ấy cái lòng khác rồi tiếp tục nha tất cả các bà cô chú ơi. Máy quay dây tự động nha, khỏe không? Rồi giờ xuống dây cái tàu mình có chua không? Đó lên được kìa, wow quá trời nè. Ui con cua này cua to không rồi bà con ơi, quá trời cua to, còn cua lớn không à, quá trời bự luôn. Bên đó Việt Nam, bên kia cũng Việt Nam đi câu, đi câu cua, đi tới chéo cua rồi. Người em đi camping ở đây á, người Việt Nam. Good morning. Đi thông không? Không phải đâu. Rồi mình lấy cua của mình đi. Wow dư luôn. Đi sai luôn. Ui con nào cũng dư hết trời. Wow. Con này nhỏ. Con nó nhỏ. Rồi em về với nước đi. Con này nhỏ rồi bà con ơi. Nhỏ rồi cho dục nha. Đó, em. Trời nó ăn hết gà luôn em. Ủa sao cái này nó ăn hết rồi. Mấy kia nó không ăn. Hai em. Ây, lấy lên không được, nó vướng cái chặn đó rồi. Cái này cái này, cái mình thả luôn nha. À, em ui ốp trắng bóc luôn. Bốn em đây, em quay cái chỗ ring nè, cái ring mà nó có cái dây mục á. Đúng rồi, cái dây này nè là cái dây mà này á, là cái dây dù ha, khi mà nó xuống nước nó ngâm lâu á là nó mục ra, là cái ring này nó thả ra là nó cua chui vô được. Là nó cái hình nó dài tới dày à, dài là cua cỡ nào ra cũng được đó. Cua dài dày vậy á, là cua nào lớn mấy lớn ra cũng được luôn. Cua thông minh mới ra được, cua dốt. Con đó được không? Con đó thấy chắc rồi đó. Ok ok thôi hả? Thấy nó hù vậy luôn. Ok cứng cứng mà. Cua khác đi, lựa tiếp đi. Cái này nhỏ rồi. Bên kia thôi có nhiều cái sao. Cho em đi xuống lục biển luôn. Ủa cái lòng kia của mình á? Của nó. Của nó hai ba cái rồi, nó lòng quá, nó lòng nó trôi lên hiểu. Wow, con này bự quá trời, lớn quá em bà cô chú ơi. Ui chú cha ơi, nhìn cua đã không nè, quá trời lớn luôn. Đó, em này là đực nha, đực là mình có quyền mình lấy nha. Đó em nó hiền, hiền quá cái hiền luôn. Mình đã nó sợ luôn. Cho em vô xô nha. Mấy em này thả hết rồi hả? Rồi, lớn. Mình tìm mấy con lớn. Lớn rồi. Wow, dư luôn á. Dư luôn quá à. Con nào cũng dư hết trơn nữa. Lát mình lựa con nào mậy lại mậy mình lấy ha. Coi đủ số chưa. Giờ thì dưng đếm nha. Đó con nào cũng nó bự cả bá luôn nè. Đó quá wow. Đã không? Một em.
em. Mấy em nằm xếp lớp rồi. Sáu em. Bảy em. Tám em. Chín em. Mười em đó. Đủ 10 rồi tất cả các bà các chú ơi. Wow, hai lồng đã rồi. Quá trời lớn luôn nè. Nó đòi chui ra. Cho nó nằm im nhưng đòi chui ra. Đó. 10 em nha tất cả các bà các chú ơi. Đó, nhìn đã không? Cua săn Mỹ ha. Này gọi là cua tím thì đúng hơn á. Tại nó màu tím nè. Thấy không? Cái càng nó màu tím thôi tất cả các bà các chú. Đâu phải săn đâu ha. Đó, mình gọi là cua tím đi. Đó, cái càng nó màu tím nè. Đó, cua tím của Mỹ nha. Làm xếp lớp đã không? Wow. Rồi, đủ rồi. Thì Dương xin chào tất cả các bà cô chú nha. Hẹn video kế tới nha. Chúc tất cả các bà cô chú một ngày vui vẻ. Bye bye.